kem, chợ trái cây vĩnh kim, chợ trái cây. Ấu ơi, Ấu đang rồi. Ấu đi chợ hả Ấu ơi? Ấu đi chợ hả? Sao bố che? Ôi sao? Sao bố che quá trời luôn. Nhớ không? Không, mà đóng tay cho nó ăn chứ. Ôi sao bố che quá trời? Giữa sao? Người tắt. Bắt đi sao bố che? Sao bố che mà để như khoai tây luôn á. Thơm á. Ủa hello con. Hả? Mua gì? Mua gì thì thôi ra cái nhà bé là chơi về shop. Đâu mua trái cây gì đâu, mua gì về, mua gì về nhà bé ăn nè, ý là mua ăn chung, mua về ăn chung. Ờ dạ rồi, ở đây có phần mềm không?